Chào mọi người, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trà đào tại nhà để giải nhiệt cho mùa hè nha. Và chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta cần có hồng trà, ở đây mình sử dụng trà túi lọc của Lipton. Tiếp theo là đào ngâm đấm lon. Và cuối cùng là đường. Trước tiên hết thì mình sẽ đun sôi nước để pha trà. Khi nước đã sôi thì mình sẽ đổ nước ra một cái ly. Và khoảng nửa ly như thế này, đây là lượng nước cho một người uống. Mình sẽ sử dụng số lượng là một túi trà, nhúng vào ly nước sôi và để đó ngâm khoảng từ 3 đến 5 phút. Sau khi đã ngâm trà xong thì mình sẽ lấy túi trà ra và mình sẽ cho vào ly khoảng một muỗng canh đường. Thêm 1/3 muỗng canh đường nữa và sau đó là khuấy đều. Tiếp theo thì mình sẽ cho nước siro ngâm đào vào ly, tùy theo độ chua yêu thích của các bạn. Ở đây thì mình sử dụng 3 muỗng canh nước siro ngâm đào. Sau đó chúng ta cũng khuấy đều. Bước tiếp theo thì mình sẽ cho đá vào một cái ly sạch khác. Cỡ khoảng chừng này đá. Sau đó thì mình sẽ đổ cái nước trà vừa mới pha hồi nãy vào cái ly đó. Bước cuối cùng mình sẽ cho đào quắt lát ở trong hộp đào ngâm vào ly. Và chúng ta đã hoàn thành xong ly trà đào tự làm tại nhà rồi đó. Và mình hy vọng là thức uống này sẽ giúp cho các bạn giải khát trong mùa hè nóng bức này. Nếu bạn nào thích trà đào giống mình hay là cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên bấm like để ủng hộ mình nha. Và cũng đừng quên bấm subscribe để xem những cái video tiếp theo mà mình sẽ làm. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có một mùa hè vui vẻ. Bye bye. Sử dụng toner của hiệu Michael Todd để tăng cường làm sạch và cũng như là cân bằng độ ẩm cho da.